Cho vay nặng lãi là gì? Người cho vay nặng lãi bị xử lý thế nào? Cho vay nặng lãi là cụm từ mà mọi người vẫn thường hay dùng để chỉ những trường hợp cho vay với lãi suất cao. Tuy nhiên thì cách gọi đúng cho trường hợp này phải là cho vay lãi nặng các bạn nha. Theo quy định thì cho vay lãi nặng là trường hợp bên cho vay cho bên vay vay tiền với mức lãi suất gấp 5 lần trở lên mức lãi suất cao nhất. Cụ thể thì mức lãi suất cao nhất tại Bộ luật Dân sự hiện hành là 20% trên một năm của khoản tiền vay, trừ trường hợp có quy định khác. Như vậy, nếu một người cho người khác vay với lãi suất cao gấp 5 lần trở lên, tức là từ 100% một năm trở lên, thì hành vi đó là hành vi vi phạm pháp luật và có dấu hiệu của tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, theo quy định tại Điều 201 Bộ luật Hình sự. Theo đó, tùy vào tính chất và mức độ của hành vi mà người cho vay lãi nặng có thể bị xử phạt như sau. Người nào trong giao dịch dân sự mà cho vay với lãi suất gấp 5 lần trở lên mức lãi suất cao nhất quy định trong Bộ luật Dân sự, thu lợi bất chính từ 30 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng, hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này, hoặc đã bị kết án về tội này, chỉ được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 200 triệu đồng, hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm. Trường hợp phạm tội mà thu lợi bất chính 100 triệu đồng trở lên, thì bị phạt tiền từ 200 triệu đồng đến 1 tỷ đồng, hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.